Hello anh em, chào mình đang quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Hello anh em, chào mình em quay trở lại tiếp tục với tựa game Hai Trên Điện Thoại. Và hôm nay là ngày thứ 2 mình chơi ở server test. Server này thì hôm nay là sẽ kết thúc anh em. Ủa có cái gương gì đó ta? Để mình xem, để cái gương này cái gương gì á? Sao mình không đít cho được ta? Đít cho đào, à, ok đào được nè anh em. Để mình xem, để cái gương gì được, 15 Billy. Cái nhiệm vụ đố thưởng này là khá là ngon nha anh em. Và câu hỏi cũng khá là dễ và nó ra liên tục luôn anh em ạ. Đây mỗi ngày anh em chịu khó trả lời mấy câu hỏi này là ngon dữ lắm. Nó thời hạn chỉ có 6 ngày thôi. Như vậy là chắc là 7 ngày đầu tiên đăng nhập game nó sẽ có mấy câu hỏi thưởng này anh em. Chuyện nội Samurai của Wano à, cái gì là Kizu anh em. Ôi trời, kim cương là lắm vậy nè. 20 cái chìa khóa thức tỉnh với lại gương Gema Cam. Ok, để mình soi thử là cái gương Gema đã gì nha anh em. Chúc mừng Obecon Cat đã được liên kết hôm nay hoàn hảo. Trời ơi, cái tên này căng thẳng luôn anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô mình mở mấy cái gương cho anh em xem. Sẵn hết server test thì mình có thể là mở được mấy, test thử mấy gương cho anh em xem thôi. À, mở gương có thể là nhận được hải lâu thạch. Hải lâu thạch này dùng để mà cường quá trang bị anh em, đột phá trang bị lên. Đây. Còn cái chìa này là dùng để làm mở gì ta? À, cấp 26 mới có thể là mở được cái gương thức tỉnh. Gương thức tỉnh là cái gương nào trời? Gương thức tỉnh là cái gương nào ta? Mình không biết gương thức tỉnh là gương gì này, gương Genma để mình dùng để cái gương này xem sao. Cái này là chữ F Y với dấu chấm than còn đây là dev à, mấy cái này là chắc là dùng để mà kích hoạt cái gì đó anh em, Gema đó nè. À, bên đây còn nè E G U F L rồi, mình cũng chẳng biết cái đó dùng để làm cái gì đâu anh em. Còn cái gương mảnh vạn năng là dùng để chắc là ấy ghép tướng đây, bụi trời, kiểu mấy cái bụi này quá xá, mình cũng chẳng biết mấy cái bụi dùng lại làm gì đó. Dùng để dùng trong giao diện tăng cấp đặc tính thuyền viên, tăng 10 SP dùng để tăng cấp đặc tính của thuyền viên thôi. Bây giờ hiện tại giờ mình có khá là nhiều kim cương này, bây giờ mình sẽ vô mình sẽ chiêu mộ cho anh em xem thử nhân phẩm, xem thử là có thể là mở được con tướng gì đây anh em. Mình sẽ mở thử ở bên đây, mua miễn phí một lần trước đi. Trời, bả cúi xuống nữa, bả to đùng mà bả còn cúi xuống anh em à. Baby 5 thì 7 anh em, như là Baby 5 anh em. À, được mảnh phép vô đấy, mình thấy là đa số bên này là đa số là mảnh thôi anh em. Thôi bây giờ mình sẽ qua bên chiêu mộ cao cấp, mình chiêu mộ đi. Hiện tại bây giờ mình đang có là 31 cái cốc viên, mình có thể là chiêu mộ được 30 lần. Với lại 6.800 kim cương này chắc là mình sẽ chiêu mộ được thêm 20 lần đó anh em. Đây này được miễn phí một lần nè. Ok, mình sẽ miễn phí. Cái gì trời? Bả đưa hai tay lên con mắt và bả ống ra xì bùa biến cái gì đó. Bả căng còn quay ngang nữa mà bả xô hàng rồi đó anh em. Ôi một con tướng trời ơi, hề bước đi một tướng class A rồi luôn. Thì mỗi lần có thể là chỉ nhận được một con tướng 3 sao thôi anh em à. Thì ở đây giờ mình đã nhận được con bút ghi rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục luôn. Hiện tại bây giờ mình đang còn lại được 20 cái cốc bia này, mình sẽ xả hết xem thử là ở trong này có những con tướng gì đây. Gì đây anh em? Mr. G. Ok, Mr. G để khả năng làm choáng tăng công kích tướng cái hàng sau. Violet anh em, Violet đẹp quá nè. Ok, tiếp nha anh em. Mr. G được thêm 2 mảnh nè anh em. Kugo nè. Rồi ok, tiếp luôn, 10 lần tiếp theo luôn anh em. Thử xả ra xem thử là nhân vật như thế nào đây. Zogo anh em à. Được Zogo, hiện tại giờ Zogo mình đã có rồi, bây giờ chắc là mình sẽ nhận được mảnh Zogo anh em. 2280 kim cương rồi, mình có thể là mua được thêm 10 lần nữa. Sẵn rồi mình sẽ thử nhân phẩm xem sao. Lại là Zogo nữa anh em à. Lại là được một con Zogo nữa. Mảnh Mr. Tree với lại mảnh Chopper. Mảnh của Bastille à, Bastille. Ok, tiếp luôn anh em, tiếp luôn. Chúc mừng anh em trong anh yêu em trong gương thức tỉnh đã nhận được đá thức tỉnh. À, mình vừa mới đọc tên của ảnh xong thì đã nhận được ảnh luôn. Ảnh là ở bên phe Hải quân, phó đô đốc
thủy quân lục chiến, người tham gia cuộc chiến thượng đỉnh của Marineford. Sau đó anh xuất hiện ở Aretosa dưới sự chỉ huy của đô đốc Fujitoga. À, đúng rồi, như là mình thấy quen quen á anh em, mà mình không nhớ là đã gặp ở đâu. Đủ kim cương để mua được 10 lần á anh em. Lỡ rồi chơi luôn. Con gì đây? Ai Kugo. Một ông tướng Glass. À, ai thôi anh em à. Glass ai thôi. Rồi hết kim cương luôn rồi. Đen quá. Ở đây nó không có cho mình biết được là mình sẽ chiêu mộ được những con tướng nào á ta. Xem trước anh em à, mình có thể xem trước được. Đây cấp 1 à, mở khóa. Mình đã mở được mấy con này hết rồi nè. Bên dưới này là có Tashigi, Hodizon, Geizu nè. Trời mấy con tướng này có God anh em, có God nè. Rebecca, trời ơi bả tướng căng thiệt với anh em. Gobin nè, Hina, Zogo nãy mình gai Zogo hoài luôn. Zod, Kim Cương, Smoothie. Khá là nhiều tướng mà lại không ra, toàn ra mấy con gì đâu không ạ. Gajuma nè, kiếm sĩ huyền thoại của Wano nè. Tại sao không vô Kaiser là Mogia cũng được, lại vô toàn mấy con gì đâu không biết chờ. Khó quá anh em à, tỷ lệ ra được mấy con tướng xịn khó quá anh em. Thì nãy giờ mình đã chiêu mộ hết 60 lần cho anh em xem rồi đó, toàn là gì đâu không à. Giờ này còn kết bạn nữa, chuẩn bị là kết thúc cái ngày test ngày hôm nay anh em à. Đây, nói chung là game dạng 3D cũng khá là ngon, có đấu vui nó lại có nữa anh em. One Piece tên có một loại quả thần bí có sức mạnh đặc biệt là trái ác quỷ. Ok, xong hết kim cương anh em. Nãy giờ mình có nhiều kim cương miễn phí mình xả hết cho anh em xem mày. Nạp liên tục gì nữa thì hiện tại giờ test nó đâu có cho mình nạp anh em. Quà thu thập gì đây? Ủa, nó đấm đấm đỏ đỏ lên mà mình vô lại không thấy được gì hết trơn người ta. À chắc là mình có được thêm cái con tướng này cho nên nó mở ra, nó hiện ra, nó thông báo cho mình là mình nhận được một cái con tướng ở trong cái bộ sưu tập đúng rồi anh em. Để mình xem thử ở trong cái túi xem thử còn cái gì để mà có thể nó mở cho anh em xem hay không. Cái cọng dây chuyền là dùng để làm gì ta? Grunky Zogo có thể dùng để giúp dây chuyền thức tỉnh dây chuyền chỉ huy. Dây chuyền có chỉ huy á anh em. Hiện tại bây giờ thì mình đã có đủ mảnh để mình có thể là up sao Zogo á. Zogo như Zogo hình như là cần tới 100 mảnh mình có thể là mới là up được Zogo. Hạm đội này cấp 20 mình có thể mà mở được cửa hàng đội hình. Để mình giờ mình xem thử Zogo này cần up sao, nó cần phải tới 100 mảnh đi mà. 100 mảnh tăng sao nè, tiến sao nè, cần phải 100 mảnh mới có thể là up tiếp. Còn Chopper mình có thể là được 2 sao nè. Đây, nó có yêu cầu mình là số mảnh để mình có thể là up lên nè. Woggy, Mr. Tree, Kogo. Ôi cái con này là ngon ta, nó chỉ là cái bằng A thôi. Woggy cũng A. Ôi bữa nay đen quá ta, chứ mọi người toàn là mấy con tiếng A không nè. Nhìn ảnh cứng đó nè, nhìn ảnh cứng quá mà không biết là có ngon hay không mà mình không biết nữa. 3 sao nè mà, đột phá lên thử ấy. Phòng ngự. Đây, thì cái đá gì nãy quên mất tiêu cái tên này ta. Ủa, không phải cái trang bị anh em. Khi anh em up cái trang bị thì anh em mới cần đến mấy cái món đó. Ủa cái trang bị nè ta. Đột phá. Ủa, trang bị nằm đâu chạy? Đây, ở ngoài anh em. Đây, khi anh em đột phá cái trang bị này lên thì anh em mới cần tới cái hải lâu thạch đó. Đây, hiện tại giờ mình đã up lên được cái bậc màu xanh lá cây rồi nha. Khi mà anh em up tiếp lên thì anh em phải cần thêm cái hải lâu thạch nó xịn hơn rồi vậy. Ở dưới này mình có mấy cái hải lâu thạch nhỏ này nè, ở đây nè đó. Hải lâu thạch lục đây, thì anh em up lên ở đây thì anh em cần phải có cái hải lâu thạch lục cộng 1 nha nè. Lục cộng 1 anh em mới có thể up lên tiếp được mấy cái món này đó. Ok, hôm nay nói chung là nhân phẩm cũng hơi đen, chiêu mộ được toàn là mấy con gì đâu không anh em. Đố vui, ai là chỉ huy sư đoàn 3 có băng gâu trắng đó là Zod Kim Cương. Ủa, bà này bà có cái cái bà này bà đi bà Baby 5 anh em, bà đi đi kiếm khách, đi bắt khách anh em à. Bà đi theo mình luôn cả. Bà dụ mình vô quán rượu của bà để mà quay tướng. Nhưng mà chỉ có bò mới lấy dụ được mình thôi nè. Baby 5 sao có cửa. Ok.
Rồi, nói chung là hôm nay là cũng xong cái server test rồi. Mỗi ngày anh em chịu khó vô làm mấy nhiệm vụ thôi. Đó, mỗi ngày chỉ vô làm mấy nhiệm vụ này thôi. Thử hôm nay mình trả thử mấy cái giá chiêu mộ, thử nhân phẩm xem sao thôi nè. Mà đen quá. Hiện tại giờ mình đang có team mình đang có là Zogo, Luffy, Vivi với lại gì đó. Cái thằng này tự nhiên quên tên nó mất tiêu rồi tự nhiên mình quên tên rồi nè. Quên tên, tự nhiên quên tên. Vigo gì đó, Vigo gì đó nè. Nó tên tên như là gì á, không nhớ chính xác thôi. Ôi, anh cầm cây trúc anh em à. Vũ khí là cây trúc. Anh Chopper thì ảnh dùng quá 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 chắc anh em à. Đây, giờ Vigo thì phải nè. Để mình ra mình xem tên lại cho anh em xem tên lại. Tự nhiên mình quên ngang cái tên của ảnh. À, chúng ta cần phải mạnh hơn nữa. Thông qua các hoạt động thiền viên rèn luyện có thể là nâng cao sức mạnh được. Nhiệm vụ nói chung là game này nó cũng dễ chơi em, cực kỳ dễ luôn anh em ơi. Nếu mà chơi mấy cái game mà tuôn bay này kia nó cũng na ná vậy nè, cách úp đồ này kia cũng na ná vậy đó, làm nhiệm vụ hàng ngày cũng vậy. Mà hiện tại giờ mình không biết là cái đội hình mạnh nhất là đội hình gì nữa em, và cái đội hình dành cho mấy anh em nông dân sẽ là đội hình gì và đội hình của mấy anh em VIP như thế nào. Để khi nào mà game ra chính thức thì mình sẽ trải nghiệm nhiều hơn cho anh em xem. Đội hình đây, ảnh nè, Virgo nè, Virgo cộng 1. Đăng nhập ngày thứ hai nhận được gì đây? À, Kugo với lại 80 kim cương. Đăng nhập ngày mai sẽ nhận được cái này. Hôm nay là kết thúc anh em. Cái đấu vui đó ra liên tiếp nè anh em. Ai là Kizaru? Cái này là Jinbe nè, Sanji nè. Đây. Ok. Nhìn vô cái hình là mình có thể là đoán được luôn anh em. Hôm nay ngày thứ năm, thứ tư. Ủa sao mấy này mình không có nhận được gì mà nó cứ hiển thị vậy ta? Chi tiết phần thưởng bắt đầu lúc 8 giờ mỗi ngày, cứ cách 2 giờ là một là mới một lần, đến 22 giờ gương ngẫu nhiên xuất hiện ở thành chính. À, cái gương anh em. Nó thông báo cho mình là cái gương rồi, để mình mở cho anh em xem đó. Cứ 2 giờ sẽ xuất hiện một lần ở thành chính. Ở đây nè anh em. Ông kia là cá mập. Quyền hải tặc ở lộn người cá, quyền anh hùng người cá như vậy. Sự kiện để mình xem là có sự kiện nạp đầu, giảm giá, giúp đỡ đầu tư. Nhận. Ok. Mục đích của cái video này là mình dồn kim cương, mình chủ yếu mình vô mình xả cho anh em xem là cái nhân phẩm mình mở ra được con tướng gì thôi. Rất là đen, mở ra không được con gì ngon hết anh em à. Đen thiệt sự. Thôi thì cái này nó cũng chuẩn bị nó tắt để mà nó reset lại ngày rồi anh em. Tại giờ đã 10 11 giờ 1 giờ rồi, như là còn tí nữa thôi là nó sẽ khóa cái bản test rồi anh em à. Thì khi nào mà cái game này chính thức ra mắt mình sẽ làm video, mình sẽ trải nghiệm cho anh em xem nha. Đó, thì chủ yếu mình vô mình test thử cho anh em xem, xả thử trong cái chiêu mộ xem thử nhân phẩm mình sẽ như thế nào thôi. Mình còn một ít vàng nè, ít Belly nè, mình sẽ xả hết cái đống Belly này xong mình sẽ kết thúc video luôn nha anh em. Mr. Chu với lại Sadet, Sadet mấy con nó ra hơi bị nhiều nè, mấy con Sadet này ở đâu ra nhiều quá nè. Ồ, được mảnh ban Patty Tiêu nữa, với lại mảnh Beppo nữa, mảnh Mr. Chu nữa nè. Ôi Hina, cái con chó sói giáp ba này nó ra hoài nè, mà ra hoài luôn á. Mr. Chu đây, anh em thấy không, con chó sói này nó ra hoài luôn á nè, gặp hoài luôn á. Đây gặp nữa nè, ơi ghê Betka nè, mà ghê Betka. Ui có mảnh du nè, chất kim cương nè. Đây ngon này, mấy anh em nông dân nếu mà ấy chịu khó quét mấy này kiếm tướng cũng được. Tại giờ mình không biết mình còn bao nhiêu Billy nè, 400 mấy hả, xả được tiếp 2 lần anh em à, xả được thêm 2 cái nữa. Ủa mình chọn dấu gì đây đó, mua 1 lần á, mình chọn mua 10 lần đi. Chúc mừng fan cứng nhận được bút ghi. Ok, ghi bét ca, mảnh ghi bét ca. Virgo nè anh em, ủa Virgo có cái hình màu tím rồi nè, giờ là lát A nó màu tím rồi nè. Ủa, Virgo hình như là lát ớt thì phải, bây giờ mình xem lại thử ấy. Hết,
Bailey ơi, tướng, thuyền trưởng, chiến hạm, thành tựu, thư viện, đội hình, vô trong cái đội hình mình xem thử. Virgo và Last Earth anh em à. Luffy cũng Last Earth, Zoro cũng Last Earth, Chopper là Last A. Còn Vivi là Last B luôn. Ok, thôi mình sẽ kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Hải Trình Huyền Thoại này. Sau khi game ra mắt mình sẽ tiếp tục làm và review tiếp cho anh em xem nha. Và thôi mình sẽ kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại anh em với video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất là nhiều anh em. Nếu mà yêu thích mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực cho nhiều video hay hơn cho anh em xem nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em.